Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thời điểm cuối năm này thì rất là nhiều bác khách hàng của mình thì đang quan tâm đến những cái sản phẩm lăng mộ đá rất là nhiều. Và cái thời điểm này thì là cái thời điểm mà ngoài miền Bắc thường đang tiến hành xây dựng, tôn tạo lại các công trình lăng mộ đá. Thì có một cái vấn đề như thế này, tức là rất là nhiều bác, các bác đang quan tâm đến cái vấn đề là cái giá của sản phẩm. Tại vì là khi mà các bác ấy muốn đầu tư xây dựng những cái công trình lăng mộ đá ấy, thì cái vấn đề giá của sản phẩm thì các bác ấy quan tâm rất là nhiều. Thế thì các cái yếu tố nào nó cấu thành nên giá của một sản phẩm lăng mộ đá, và tại sao ở trên thị trường hiện nay ấy, thì cái giá của sản phẩm lăng mộ đá thì nó lại có cái sự khác nhau như vậy giữa cái đơn vị sản xuất này và đơn vị sản xuất khác. Thế thì như những video lần trước ấy mình cũng đã có chia sẻ, thì hôm nay trong cái video này mình cũng xin chia sẻ lại một số những cái yếu tố để nó cấu thành nên cái giá của sản phẩm lăng mộ đá, để các bác hiểu hơn về cái những cái sản phẩm này, để các bác khi quyết định mua hàng ấy thì các bác sẽ chọn được những cái sản phẩm nó thực sự là chất lượng và nó sẽ phù hợp với lại cái số tiền mình bỏ ra. Thì một cái sản phẩm lăng mộ đá ấy, nó phụ thuộc vào mẫu mã này, kích thước này, rồi cái chất lượng đá, rồi rất là nhiều những yếu tố khác. Ví dụ như trước mắt quý vị và các bạn thì đây là một cái lăng thờ và hai ngôi mộ. Thế thì như cái mẫu lăng thờ này chẳng hạn thì cái khối lượng đá của nó hết rất là nhiều. Tức là cái nguyên liệu mà để tạo nên cái sản phẩm này ấy, thì nó đã tốn rất là nhiều hơn so với những cái lăng thờ bình thường khác. Còn đôi khi là cũng là cái lăng thờ nhưng mà tỷ lệ của những cái phần mái này chẳng hạn. Đây, tỷ lệ của những cái phần mái này người ta làm nó rất là mỏng manh, nó đơn giản. Thì cái nguyên liệu nó đã hết ít hơn rồi. Và cái nhân công chế tác nó cũng hết ít hơn thì nó tạo ra một cái giá sản phẩm nó thấp hơn. Nhưng mà đương nhiên chất lượng sản phẩm thì nó khác. Tại vì là những cái sản phẩm đồ đá ấy, để mà nó đẹp được ấy, thì nó liên quan rất là nhiều yếu tố. Và cái yếu tố tỷ lệ là một trong những yếu tố then chốt. Chứ còn cũng là cái sản phẩm nhưng mà nhiều khi nó chỉ gọi là đủ các cái cấu kiện như vậy thôi. Nhưng mà về cái tỷ lệ của nó thì nó không chuẩn. Tỷ lệ không chuẩn thì dẫn đến là nó không đẹp rồi. Tức là ngay từ cái nhìn ban đầu chúng ta đã thấy là nó không thuận mắt rồi. Một cái sản phẩm đẹp ấy thì đầu tiên khi quý vị và các bạn nhìn vào ấy thì cái tỷ lệ nó đẹp, nó cân đối. Thì quý vị các bạn đã thấy là nó hấp dẫn rồi. Và khi chúng ta thấy cái tỷ lệ đẹp thì chúng ta mới đến gần để chúng ta xem. Chứ còn nhiều khi là cái tỷ lệ mà nó không đẹp ấy thì chúng ta cũng không muốn đến gần, chúng ta cũng không muốn xem làm gì cả. Thế nên là cái vấn đề về tỷ lệ và cái tay nghề. Ví dụ như khi mà các bác nhìn vào những cái sản phẩm mà các bác thấy nó thuận mắt ngay từ ban đầu này, rồi các cái chi tiết nó rất là kỹ ấy, thì các bác đã thấy là nó đẹp rồi. Còn mình chưa nói về chất lượng đá ấy. Còn ví dụ như những cái sản phẩm này là đều bằng đá xanh rêu hết nhá. Đây các bác nhìn này, cái đá này những cái vân này là vân tự nhiên hết này, những cái vân tự nhiên. Cái mẫu mộ này thì đợt này em đang cho triển khai lại, tại vì đây cũng là một trong những cái mẫu mộ mà khách hàng lựa chọn rất là nhiều, tại vì nó đơn giản. Với lại như cái mẫu mộ này nó có một cái điều hay là như thế này này, tức là nó được làm từ những cái viên đá là nguyên khối. Ví dụ như cái mộ này thì cái viên đế này là một viên này, xong rồi đến cái sen này là hai viên này. Đấy, cái nắp ở trên và cái bia, tất cả nó đều là những cái khối đá liền, thế nên là nó rất là giá trị. Như những cái mẫu mộ này thì ngoài cái yếu tố về tính thẩm mỹ ra ấy, thì nó lại có cái yếu tố về cái độ bền. Cái độ bền của những cái mẫu mộ này có thể nói là vĩnh cửu nếu như nó không bị cái sự tác động của con người. Tại vì đây các bác nhìn này, toàn những cái khối đá liền hết. Đấy, các bác nhìn thấy cái nắp này, cái giếng thiên này các bác nhìn thấy hay chưa? Đây là một trong những ý tưởng rất là mới mà các bác khách hàng cũng rất là thích. Tại vì mình thì chuyên về lăng mộ đá, thế nên là trong những cái lúc mà thiết kế sản phẩm thì mình luôn luôn hướng đến là những cái sản phẩm nó có những cái yếu tố mới, những yếu tố khác biệt. Đây, còn cái mẫu này là cái mẫu nhỏ hơn. Cái mẫu mộ này thì nhỏ hơn, cũng là cái mẫu mộ sen đấy. Ví dụ như là những cái mẫu mộ sen như thế này ấy, thì nó rất là phù hợp với lại các cái công trình của nhà, những cái bác nào mà được quy hoạch thiết kế bài bản ấy. Thì cái phần chính là cái phần lăng thờ như thế này chẳng hạn. Tức là cái phần lăng thờ như thế này thì các bác sẽ làm điểm nhấn chính. Đấy, các bác sẽ làm điểm nhấn chính là cái phần lăng thờ như thế này nhá. Rồi các cái mẫu mộ ở bên dưới thì các bác nên làm đơn giản thôi, để chúng ta hướng đến một cái sự thống nhất. Ví dụ như là cái phần mộ ở bên dưới thì các bác có thể làm những cái ngôi mộ như thế này. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi, nhưng mà nó thống nhất về thiết kế, thống nhất về mẫu mã. Đây, ở trong này thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm mộ đá granite. Đấy, mộ đá granite. Đây là mộ đá granite đen Bình Định này. Đây là xanh. À đây, các bác so sánh luôn nhá. Đây các bác nhìn đây này. Đây là mộ đá granite đen Bình Định. Đấy, các bác nhìn cái mộ đá granite đen Bình Định mài nhẵn bóng này xong, xong các bác nhìn sang cái mộ đá xanh rêu chạm khắc hoa văn này thì các bác thấy thế nào? Đấy, tại vì có rất là nhiều những quan điểm khác nhau. Có bác thì bảo là tôi chỉ thích đơn giản thôi, vuông thẳng phẳng mài nhẵn.
nhưng các bác bảo là tôi lại thích nó có một tí hoa văn ở đó thì nhìn nó có chiều sâu hơn. Đây thì tất cả những cái sản phẩm mà bên em sản xuất ra như thế này thì để cho các bác có nhiều sự lựa chọn. Cái bố cục sắp xếp nó quan trọng lắm. Ví dụ như nhà bác nào mà có cái diện tích đất lớn ấy, thì mình có thể đặt cái lăng thờ như thế này. Đấy, đặt cái lăng thờ như thế này. Ở phía trước lăng là có một cái lư hương với hai ngôi mộ. Hoặc là nhà bác nào mà diện tích khoảng tầm 5m, 7m chiều ngang ấy, thì các bác có thể đặt cái lăng thờ như thế này. Hai bên là hai ngôi mộ của ông, của bà. Ở giữa là một cái lư hương. Đấy, rất là nhiều sự lựa chọn. À, lúc nãy đang quay dở cái cuốn thư này cho các bác xem. Hôm nay thì lại có một mình em quay cho nên là quay hơi khó. Đấy, cái này là hôm qua anh em nó vừa mới lắp xong buổi tối, chưa đánh bóng. Chưa đánh bóng thì chắc là ngày hôm nay cho anh em đánh bóng thì hôm sau mà các bác đến xem thì nó đẹp luôn rồi. Đây cũng là một trong những cái mẫu mới nhá. Mẫu mới. Đấy. Rồi, các bác nào mà đang quan tâm đến cái vấn đề giá của sản phẩm bộ đá granite ấy thì các bác cứ điện cho em. Tại vì để báo giá được cho những cái sản phẩm lăng mộ đá này thì nó còn liên quan đến những yếu tố như là vận chuyển rồi lắp đặt, rất là nhiều yếu tố khác. Thế nên là nhiều bác cứ hỏi là sao Quân không công bố một cái mức giá công khai ra, thực ra nó cũng khó. Tại vì nó còn phụ thuộc vào những yếu tố như em vừa nói, vận chuyển lắp đặt rồi là ABC, rất là nhiều vấn đề. Các bác quan tâm thì các bác cứ gọi điện cho em theo cái số điện thoại ở trên màn hình ấy. Và các bác nhớ nút đăng ký kênh nhá, để xem nhiều video hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.